Ok, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình đi thăm đấy, mình phát hiện ca pháo của đấy mình đột biến mọi người ạ. Đây, bây giờ mình quay cho mọi người xem. Đấy, bây giờ mình hái ăn thử. Đột biến mọi người, rất kỳ lạ. Đây, quả trắng này nó chín rồi. Nghe nói quả này rất chua, nên mình có đem theo sẵn muối, muối ớt rồi. Thì mình sẽ hái ăn đấy mọi người. Quả này có màu vàng, nó chưa chín lắm. Rất là kỳ lạ. Chua. Quả này chưa chín, chưa ăn được mà. Khi nó chín là có màu trắng như này. Mời mọi người em. Đây là hạt của nó có màu vàng, hạt nó ăn được hết nha mọi người, ngon. Thank you.
Hôm nay là vỏ. Vỏ của nó không ăn được. Cứng. Vỏ. Ăn với muối ớt mới ngon. Quả chín mình ăn hết rồi, mình còn lại để lại quả này, mới quả này chưa chín lắm, chưa chín, chưa ăn được, đợi khi nào nó chín hái ăn.